hôm nay cô lại sẽ chơi một cái game, đó là game gì đây? À, game Idol Miner đó. Cô không biết chơi nữa, giờ chơi thử thôi. New slide. À, đào đất, đào than gì nè. Ok. Bỏ vô. Bỏ vô nào, tiến lên. À, bỏ vô lấy tiền. Bỏ vô đây, xong có một người đem lên trên. Đem lên trên xong có một cái ông trên này, ông sẽ lấy tiền bỏ vào đây, em bán 40 đô nè. Bỏ vô đây. À, hiểu rồi, bỏ vô nó hoàn thành được 40 đồng nè các bạn. Có nâng level nữa, tùm lum luôn. Wow, cũng hấp dẫn đó. Rồi, để cô lì xem coi. Xem coi nó như nào đây. Được 60 đồng rồi. $100. Wow. Cứ đào. Ở dưới là nhân công làm việc. Đào lên. Xong có một người đi thang máy. Lấy lên thang đá. Cái này còn thang đá đi. Là mình sẽ bỏ lên trên. Đó những cô liệt sinh úp nè. Nâng cấp lên. Là một chuyến mình có thể lượm được nhiều tiền hơn. Hết tiền nâng cấp rồi. Đó. Này nâng cấp gì đây? Hai manager là thuê người quản lý. Wow. Đó tiền nhiều hơn đó các bạn thấy chưa. Nó đào lần 38 rồi. Nãy là được có 20 thôi. Bây giờ nâng lên rồi. Wow. Cũng khá hay đó. Bây giờ chờ lấy đủ tiền nữa. Mình thuê người quản lý thử coi nó có như nào. Có mới mẻ không. Chọn một người đi quản lý. Để xem coi. Level 8 rồi. Wow, thuê nè. Cái gì này là cái gì đây? Không hiểu. Assim. Chọn trên nào. Ôi, à, tăng tốc làm việc. Thuê người này để giúp tăng tốc làm việc, tăng năng suất. Wow, game cũng hấp dẫn này nha. Hay đó, ok. Làm việc cực lực lên nào các bạn ơi. Lượm tiền nhiều lên cho tôi coi. Ồ, game này hay quá. Thích nữa nha. Đào khí thế luôn. Đào không kịp luôn. Wow. Đào liên tục luôn. Ồ, dưới có con gì, con khủng long kìa. Bộ xương khủng long. Wow. Ghê quá, bộ xương khủng long luôn. À, sắp hết thời gian rồi. Sắp hết thời gian tăng tốc rồi. Là phải đi chậm lại hả? Rồi được 500 mấy tiền luôn rồi. Nhiều quá. Rồi hết thời gian rồi. 5 phút nữa. À delay 5 phút nữa mới được tăng tốc tiếp. Hiểu rồi. Wow. Thêm 10 người quản lý nè, 2 người quản lý luôn. Yeah, được thêm 2 người quản lý nữa. Để mình xem coi. Ê, nhấn nhầm nút rồi. Thuê lại. Đó. Wow, giờ mình nâng cho tăng tốc làm việc chứ. Tăng tốc làm việc lên. Thằng ở trên nó chạy liên tục luôn rồi. Nó chạy như phim luôn. Nâng cấp lên, cho tiền nhiều chút coi. 51, 59, 68, 79, 92, 107, 144 luôn. Một lần 144, 2 người luôn, wow, có 2 người làm việc luôn. Được 2 người làm việc luôn. Wow, đã quá. Một lần được 222 đồng, ở dưới kìa, mở slide mới được kìa. Nhưng mà phải có 1.000 tiền mới được nâng cấp. Thấy chưa, các bạn thấy chưa, ở dưới đó 1.000 á, new start đó.
mở một chỗ đào mới. Hiểu rồi. Nâng cấp lên level 2 luôn. 20 chứ. Nâng lên 20. 19 rồi. Wow. Hấp dẫn quá. Đủ 1.000 tiền đi mình mở ở bên dưới luôn. Ở dưới đào chắc được nhiều tiền hơn đó đúng không? Đó, con liền mở luôn rồi. Có đào lần được nhiều tiền nha. Thôi manager luôn. Wow, một lần đào được 1.000. Full thùng luôn rồi. 1.420 luôn. Wow, 1.000 nha, một lần đào được 1.000 à. Hồi nãy còn dư á, nó nem không có hết. Cái này cái gì ta, shop gì đó, thôi tắt đi. Up lên, tăng lên, level 3. 3.000 luôn, trời ơi, làm việc lẹ quá à. Cái thằng thang máy nó đưa không kịp luôn rồi. Thang máy full thùng luôn thấy không, nó không đủ chỗ để đẩy luôn. Nâng lên level 4, cho lấy được nhiều chút. Game hấp dẫn quá. Đào liên tục luôn. Nâng tiếp, nâng cái thang máy lên càng nhiều càng tốt. Nâng cái thang máy lên nào. Wow, nâng tiếp. Đó. Một lần lấy được bao nhiêu đây xem coi. 2.490. 2.490 đô. Nâng lên tiếp. Nâng luôn. Làm việc, mấy anh này làm việc lẹ quá à. Nâng lên luôn. Level 8 rồi, bên kia level 2. Lần lấy được có 1.300. Ừ, sâu quá. Chừng nào mình xuống tới dưới luôn là mình chùm luôn rồi. Nâng tiếp nè, level 9. Nâng anh đi bán sản phẩm ra. Nâng tiếp, level 4, level 5 luôn. Lần lấy được có 2.850 à. Wow, nâng tiếp level 6, level 7 luôn. Đây là được 4.800 rồi. Nhiều lắm. Tiền càng ngày càng nhiều các bạn ơi. Cô này làm lần tiền nhiều quá. Nâng lên luôn, 20 luôn. Cho các anh làm việc cực cực luôn. Cần 30.000 tiền mới mở được cái new slab mới. New slab mới. Nâng lên, level 10. Tăng tốc lên, chắc anh đào cực lực luôn. Tăng level 25 luôn. Wow. À, mở bóng đèn lên luôn rồi kìa. Mở bóng đèn lên cho tăng năng sức. Wow, ở dưới con này đang lên level 7 luôn. Up luôn. Cho lấy nhiều nhiều chút. Level 11. 13.000 luôn. Một lần lấy 13.000 luôn. Ghê thiệt. Nâng lên. Not in a cash hết tiền. Các bạn hãy đăng ký là thành viên của Cu Lì TV để là người nhận được những video đồ chơi và video game mới nhất nha. Wow. Đã quá.
ra một người luôn. Wow, một giây là kiếm được 76 euro. Bị idol cắt rồi. Nhiều chưa? Các bạn ha, chơi game thử đi, game này hay lắm. Nâng cấp liên tục luôn. Để cho các anh công nhân làm việc cực lực luôn. Wow. Lạ quá. Ở dưới được hai anh nhân công luôn rồi. Nâng lên. Các bạn thấy chứ? Đủ tiền rồi, mở new shop mới nha. 36.000 tiền thấy chưa? Nâng cái này đi. Nâng lên cái đi, cái nữa. Wow. Rồi mở shop mới. Yeah, cho anh đi làm việc đó. 400 đô mới được mở manager. Rồi đủ rồi, thuê manager. Cho chạy tốc độ luôn. 3 phút luôn. Ôi, lần xúc được 20.000 tiền. Wow. Cái anh tầng thứ 3 đó xúc một lần 20.000 tiền ghê thiệt. Phải nâng cấp mấy cái thang máy vậy lại mấy anh kia rồi. Mở cái này coi. Yes. Income pass. Wow, hay quá, game hay quá. Wow, lần 50 đô luôn. Oh my god. Xúc nhiều tiền thiệt. Nâng lên. Không là không đủ rồi. Tiền còn đóng cái tồn dư quá trời luôn. Mấy anh làm việc mà không kịp luôn kìa. Các bạn thấy chứ. Nâng lên, nâng lên, nâng nhiều lên. Cho cái anh đẩy xe rùa lẹ lên. Cái anh đẩy xe rùa càng nhiều càng tốt. Mình mới có tiền chứ. Wow, tầng 4 cần 600.000 tiền. Nâng luôn. 50 luôn, 50 luôn. 50, level 50 luôn. Tầng 1, level 50 luôn. Wow. Nâng lên. 20 luôn. Hai cái bằng nhau. Cái xe thang và xe ấy phải bằng nhau. Wow, đã quá và các bạn ơi. Cô Lì chơi chút xíu rồi cô Lì nghỉ nha. Các bạn thấy game này hay thì bấm like, share và đăng ký kênh Cô Lì TV. Lần sau mình cùng nhau chơi tiếp. Cô Lì chơi chừng 1-2 phút nữa cô Lì nghỉ, cô Lì ăn cơm đây. Bye bye các bạn. See you again.